Đây là một dạng video đang rất viral trên TikTok và nó được tạo hoàn toàn bằng AI. Barbara O'Neill lost her medical license for sharing these natural remedies to completely transform and restore the body. Chỉ riêng video này đã kiếm về cho kênh 461.000 view và đã thu về 130 triệu tiền affiliate trong vòng 7 ngày qua. Ngoài ra còn có những kênh khác cũng làm về AI video tương tự như vậy. Họ đã kiếm được cả triệu view, chục triệu view. Và dạng video này ở Việt Nam rất là ít người làm. Nó là cơ hội tốt để cho video TikTok viral. Chỉ bằng vài AI video đơn giản để video viral và kiếm tiền affiliate trên TikTok Shop như vậy. Đầu tiên chúng ta cần tìm ra một sản phẩm đang win. Các bạn có thể tìm kiếm sản phẩm một cách thủ công ở trên TikTok Shop, nhưng mà việc đó rất là tốn thời gian và chưa chắc các bạn có thể tìm ra được một sản phẩm tốt. Để tốt nhất thì mình khuyên các bạn nên sử dụng Calodata. Calodata là một công cụ phân tích dữ liệu và hỗ trợ phát triển kinh doanh trên TikTok Shop. Mình đã có một video chi tiết về Calodata, các bạn có thể xem ở dưới phần mô tả. Để nghiên cứu được sản phẩm thì chúng ta sẽ chọn vào phần sản phẩm này. Tại đây các bạn sẽ thấy được danh mục 10 sản phẩm đang bán chạy nhất trong vòng 7 ngày qua. Các bạn sẽ lựa chọn những sản phẩm mà có doanh thu cao và biểu đồ doanh thu nó có xu hướng tăng. Bên cạnh này các bạn sẽ thấy được những video mà bán được nhiều sản phẩm nhất. Nếu mà các bạn muốn lọc chi tiết về các ngành hàng mà mình muốn làm thì các bạn sẽ chọn vào phần danh mục này. Tại đây các bạn sẽ lựa chọn những ngành hàng mà mình muốn làm, sau đó bấm xác nhận này và bấm lọc. Ví dụ như sản phẩm này đang có doanh thu rất là cao và biểu đồ doanh thu nó có xu hướng tăng, nên là mình sẽ bấm vào sản phẩm này để xem chi tiết hơn. Trong đây mình sẽ thấy được doanh thu này, lượt bán, doanh thu chủ yếu của sản phẩm đến từ đâu. Các bạn sẽ lựa chọn những sản phẩm mà có doanh thu chủ yếu đến từ video, bởi vì chúng ta đang làm video để bán hàng. Mình thấy là sản phẩm này có doanh thu từ video rất là cao, nên là mình sẽ lựa chọn sản phẩm này. Mình sẽ đi đến TikTok Shop để tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này. Chúng ta sẽ vào TikTok để xem về sản phẩm này. Các bạn sẽ lướt xem cho mình ảnh sản phẩm này để xem những đặc điểm nổi bật của sản phẩm. Ví dụ như sản phẩm này có chứa amino acid này, làm sạch sâu với da dầu và không gây căng da đối với da khô này, da nhạy cảm có thể an toàn sử dụng này. Chúng ta sẽ dựa vào những cái đặc điểm của sản phẩm này để viết một cái kịch bản hay. Tiếp theo là tạo kịch bản. Các bạn có thể tạo kịch bản theo cách thủ công, nhưng ở trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo kịch bản bằng AI. Con AI mà mình sử dụng là ChatGPT. Các bạn nên sử dụng phiên bản ChatGPT 4 vì nó thông minh hơn. Mình sẽ yêu cầu tạo cho tôi một cái kịch bản khoảng 1.000 từ theo cấu trúc AIDA này, nói về công dụng của sản phẩm sữa rửa mặt HOPA này, trong đó có chứa amino acid hoạt tính cùng với những thành phần dưỡng da. Những cái thứ đằng sau này thì chúng ta sẽ dựa vào từng sản phẩm, giống như vừa rồi mình đã làm là lướt xem những cái ảnh sản phẩm này hoặc là mô tả của sản phẩm để xem những cái đặc điểm nổi bật của sản phẩm để chúng ta làm kịch bản. Đây là kịch bản mà ChatGPT đã tạo cho mình này. Các bạn sẽ thấy nó chia ra các phần rõ ràng theo cấu trúc AIDA này. Để kịch bản được hay hơn thì các bạn sẽ chỉnh sửa lại một chút. Tiếp đến chúng ta sẽ chuyển toàn bộ kịch bản vừa rồi thành dạng âm thanh. Có rất nhiều con AI giúp các bạn chuyển đổi văn bản thành âm thanh, ví dụ như là FPT AI và VB. Nhưng mà trong video này mình sẽ sử dụng VB. Các bạn sẽ vào ChatGPT này, chúng ta sẽ sao chép hết cái phần kịch bản này, dán nó vào trong VB. Sau khi đã dán hết kịch bản vào đây, chúng ta sẽ lựa chọn giọng đọc này. Các bạn nên sử dụng phiên bản VB VIP để có nhiều giọng đọc hay và truyền cảm hơn. Mình sẽ lựa chọn giọng đọc này và bấm vào phần chuyển văn bản. Chúng ta sẽ chờ một chút để cho VB nó chuyển đổi văn bản của mình thành dạng âm thanh. Sau khi văn bản đã chuyển đổi xong, bây giờ mình sẽ tải nó về máy, bấm vào phần tải xuống này, sau đó mình sẽ lưu nó về máy. Tiếp theo là tạo hình ảnh của sản phẩm cho video. Có rất nhiều con AI hỗ trợ các bạn tạo hình ảnh như là Midjourney này, Daniel 3, nhưng mà trong video này mình sẽ sử dụng Midjourney vì đơn giản với mình, Midjourney là the best. Để tạo được ảnh theo đúng yêu cầu của kịch bản thì mình đã yêu cầu ChatGPT là tôi muốn tạo những bức ảnh nói về kịch bản trên với Midjourney theo tỷ lệ 9:16 này, hãy tạo cho tôi các prompt để tạo những bức ảnh như thế. Ngay sau đó thì ChatGPT đã tạo cho mình các prompt này. Bây giờ mình sẽ yêu cầu chuyển những prompt sang dạng tiếng Anh này. Bây giờ mình sẽ sao chép hết phần prompt và chúng ta sẽ đi đến Midjourney. Các bạn sẽ ghi cho mình gạch chéo image và dán prompt ở đây. Để tạo được bức ảnh với tỷ lệ 9:16, các bạn sẽ ghi cho mình gạch ngang AR cách 9 chia 16, sau đó enter. Chúng ta sẽ chờ một chút để cho AI của Midjourney tạo ảnh cho mình. Đây là bốn bức ảnh mà Midjourney đã tạo cho mình, bốn bức ảnh rất là đẹp. Ví dụ mình sẽ lựa chọn bức ảnh số 2, mình sẽ chọn ở phần U2 này, sau đó chúng ta sẽ bấm vào bức ảnh và chọn mở trong trình duyệt, nháy chuột phải và lưu nó về máy. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy với các prompt khác. Chúng ta có thể kết hợp thêm những bức ảnh của sản phẩm. Đây là toàn bộ những bức ảnh mà mình đã tạo được này. Bây giờ mình sẽ lưu hết tất cả bức ảnh này về máy. Cuối cùng chúng ta sẽ thêm tất cả các thứ vừa rồi vào trong phần mềm dựng video. Các bạn có thể sử dụng rất nhiều phần mềm dựng video chuyên nghiệp, nhưng mà trong video này mình sẽ sử dụng CapCut, bởi vì CapCut có rất nhiều hiệu ứng đẹp này và nó rất là đơn giản cho các bạn. Các bạn sẽ thêm cho mình tất cả những bức ảnh mà vừa chúng ta đã tạo vào đây. Sau đó chúng ta sẽ thêm file âm thanh. Các bạn sẽ kéo file âm thanh của mình xuống dưới này, sau đó chọn tỷ lệ. Các bạn sẽ lựa chọn tỷ lệ 9:16. Các bạn sẽ nghe lại cái phần file âm thanh này. Đến phần nào thì chúng ta sẽ thêm ảnh của phần đó vào. Ví dụ phần đầu tiên của mình là ảnh này, mình sẽ kéo nó xuống dưới này. Các bạn sẽ căn chỉnh độ dài cho nó phù hợp. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy với toàn bộ đoạn kịch bản này.
Mình đã thêm được hết tất cả các hình ảnh mô tả sản phẩm vào trong đoạn video này. Bây giờ để cho video được hay hơn thì mình sẽ làm chuyển động cho các bức ảnh này. Chúng ta sẽ bấm vào từng bức ảnh này và chọn cách điệu bằng AI. Sau đó chúng ta sẽ chọn ở phần phong cách này. Tại đây các bạn sẽ chọn hiệu ứng phóng to này. Nó sẽ làm cho bức ảnh trở nên giống một bức ảnh 3D hơn. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy với các bức ảnh còn lại. Đây là đoạn video của mình sau khi đã được cách điệu bằng AI. Bạn đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi với làn da không đều màu, đầy cặn trang điểm, dầu thừa và bụi bẩn sau một ngày dài không? Hope 3 chính là bí quyết giúp bạn giải quyết mọi vấn đề này. Các bạn sẽ thấy đoạn video của mình nó trở nên hấp dẫn hơn rất là nhiều. Và để cho đoạn video nó được hấp dẫn hơn nữa thì bây giờ mình sẽ thêm một vài hiệu ứng chuyển tiếp. Chúng ta sẽ bấm vào phần chuyển tiếp. Tại đây các bạn sẽ lựa chọn những hiệu ứng chuyển tiếp phù hợp cho video. Các bạn nên sử dụng phiên bản CapCut Pro để có thêm nhiều hiệu ứng chuyển cảnh đẹp hơn. Để thêm được hiệu ứng chuyển cảnh thì mình sẽ kéo nó xuống dưới này. Mình sẽ cho các bạn xem lại giữa hai đoạn video này. Da không đều màu, đầy cặn trang điểm, dầu thừa và bụi bẩn sau một ngày dài không. Đây là đoạn video của mình sau khi được thêm các hiệu ứng chuyển cảnh vào. Nhìn đoạn video nó đã được đẹp hơn rất là nhiều rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ thêm phụ đề cho video để video của mình nó được hấp dẫn hơn. Chúng ta sẽ bấm vào phần văn bản này. Các bạn sẽ chọn phụ đề tự động và chọn ngôn ngữ. Mình sẽ chọn ngôn ngữ tiếng Việt này và bấm tạo. Vì đây là phụ đề được tạo tự động nên là nó sẽ có rất nhiều lỗi sai. Các bạn sẽ đi chỉnh sửa lại cái phần phụ đề này. Các bạn sẽ bấm vào phần chú thích này. Tại đây các bạn sẽ đọc cái phụ đề này và chỉnh sửa. Vậy là vừa rồi mình đã chỉnh sửa xong cái phần phụ đề này. Bây giờ chúng ta sẽ đi thêm hiệu ứng cho phần phụ đề này. Các bạn sẽ chọn vào một cái phụ đề và chọn vào phần văn bản. Chúng ta sẽ chọn vào phần chú thích. Tại đây sẽ có rất nhiều hiệu ứng đẹp cho các bạn sử dụng. Các bạn sẽ lướt xem ở đây và lựa chọn hiệu ứng phù hợp. Để áp dụng hiệu ứng cho toàn bộ cái phụ đề này thì chúng ta sẽ quét chọn tất cả cái đoạn văn bản này và chọn vào một cái hiệu ứng. Nó sẽ áp dụng cho tất cả cái đoạn phụ đề của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi chỉnh sửa cái phần chữ này cho nó được đẹp hơn. Chúng ta sẽ chọn vào phần cơ bản. Các bạn có thể chỉnh sửa phông chữ và thay đổi màu sắc cho chữ, thay đổi hiệu ứng cho chữ này. Đây là đoạn video của mình sau khi đã được chỉnh sửa phụ đề xong. Mình sẽ cho các bạn xem lại. Bạn đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi với làn da không đều màu, đầy cặn trang điểm, dầu thừa và bụi bẩn sau một ngày dài không? Sau khi đã chỉnh sửa video xong thì bây giờ chúng ta sẽ xuất video. Các bạn sẽ bấm vào phần xuất này và lựa chọn độ phân giải của video. Sau đó bấm vào phần xuất. Vậy là vừa rồi các bạn đã biết cách tạo video AI viral giúp các bạn kiếm tiền affiliate trên TikTok Shop. Nếu các bạn thấy video hay hãy cho mình xin một like và xem thêm video hay hơn nữa ở đây.